trong căn tánh của những chúng sanh học Phật, căn tánh quý nhất, hiếm nhất là căn tánh viền đốn. Chúng ta có phải thuộc loại căn tánh này không? Không phải. Nếu là căn tánh viền đốn thì tu học sẽ chẳng khó khăn như vậy. Vừa tiếp xúc đến liền khai ngộ. Đúng như câu nghe một ngộ ngàn. Ngộ nhập vào cảnh giới của Phật rất dễ dàng. Trong hết thảy căn tánh, những người có căn tánh viên đốn rất ít. Căn tánh này chính là hạ người thượng thượng thừa, như đàn kinh đã nói đến. Càng hiếm hơn là căn tánh đại thừa. Chúng ta nghe xong, trong tâm liền vô cùng ngưỡng mộ. Có phương pháp gì dung bồi cho chúng ta trở thành căn tánh viên đốn? Có chứ, không phải là không có. Vấn đề là bạn chịu tiếp nhận hay không. Bạn có chịu y giáo phụng hành hay không? Phương pháp đó là gì? Quân tập. Tất cả căn tánh của chúng sanh đều có được từ sự quân tập. Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Phật pháp do nhân duyên sanh. Làm thế nào quân tập? Phải thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa Viên Đốn. Bạn thường đọc tụng, dần dần không hay không biết, bạn trở thành căn tánh viên đốn. Khi đọc tụng, bạn phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rồi thì phải y giáo tu hành, hoàn toàn thực hiện những đạo lý, phương pháp, cảnh giới được nói trong kinh điển của đời sống, thì dần dần bạn sẽ trở thành căn tánh viên đốn mà bạn cũng không biết. Đó cũng như việc nói ở trên, thuyết viên pháp, bị viên căn, nhập viên môn, hoặc viên ích. Nhà Phật thường nói, người viên đốn thuyết pháp, chẳng pháp nào không viên đốn. Thuyết pháp như vậy, nghe pháp cũng như vậy. Người viên đốn nghe pháp, chẳng pháp nào không viên đốn. Pháp người viên đốn tu, chẳng pháp nào không viên đốn. Quan trọng là phải biết cách học. Bạn biết học mới được. Nếu bạn không biết học thì để ngay trước mắt bạn cũng chẳng học được. Pháp gì là pháp viên đốn? Nói cho chư vị biết, pháp nào cũng viên đốn. Không những hết thảy những pháp mà Đức Phật đã nói là pháp viên đốn, hết thảy những pháp thế gian cũng viên đốn. Một viên đốn thì hết thảy đều viên đốn. Nếu bạn nói bộ kinh này là viên giáo đại thừa, bộ kinh kia là biệt giáo thì bạn sai rồi, bạn chưa viên đốn. Làm sao mới viên đốn? Lìa hết thảy phân biệt chấp trước thì sẽ viên đốn. Viên là chân,
và cũng chính là chân tướng sự thật. Chân thật chi tế mà tôi thường nói, trong hiện giáo, mật giáo gọi là đại viên mãn. Đó là pháp viên mãn. Đem pháp viên mãn rồi khỏi phân biệt thì pháp đó trở thành không viên. Đây là việc mà chúng ta tạo thành, tuyệt đối không phải pháp có thiên có viên. Bạn nói pháp có cạn có sâu thì đó là sai lầm. Nói pháp có cao có thấp thì bạn hoàn toàn sai lầm. Pháp là bình đẳng. Pháp tuyệt đối không có thiên và viên, tuyệt đối không có cao và thấp, tuyệt đối không có cạn và sâu. Do đó Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một là tất cả là một. Sở chứng của sơ trụ Bồ Tát thì cạn, sở chứng của đẳng giác Bồ Tát thì sâu, càng sâu chẳng hai. Trong sở chứng của sơ trụ Bồ Tát có pháp của bậc đẳng giác, trong pháp tu của đẳng giác Bồ Tát có pháp của bậc sơ trụ. Như vậy mới gọi là duyên. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này, nhất định phải thật sự áp dụng vào trong đời sống, thật sự luyện tập. Luyện cái gì? Lìa hết thảy vọng tưởng chấp trước. Thiên luân hào quang có tướng hình bánh xe. Trong phần chú thích có nói bánh xe có ngàn trăm, tiêu biểu nhất niệm thiên như trong lục đạo, cho đến hiểu rõ duyên chuyển vô ngại. Vô ngại là cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Di luân châu táp tức là tận hư không, trọn khắp pháp giới, là một thể hoàn chỉnh. Vậy mới là đại viên mãn, mới là hào quang luân tướng. Phần sau nói về tướng thụ thắng sai khác trong luân tướng. Thứ 23, bảo luân hào quang. Bảo luân có cùng ý nghĩa như thiên luân, trong đó thêm một chữ bảo. Câu này quan trọng ở chữ bảo. Trong sự tiêu biểu pháp, chữ bảo tiêu biểu kẻ có căn tánh viên mãn. Đầy đủ trong ngũ đạo. Do đó mới biết căn tánh viên đốn là của quý. Tại sao nói đó là của báo? Khi họ tiếp xúc đến Phật pháp, trong đời này tuyệt đối thành tựu. Phần đông khi đại chúng tiếp xúc đến Phật pháp chưa chắc có thể thành tựu trong một đời. Nguyên nhân là tại sao? Vì căn tánh chẳng giống nhau, duyên phận chẳng giống nhau,
tự mình đầy đủ căn tánh viên đốn. Khi gặp duyên phận tốt thì nhất định thành tựu. Duyên chỗ này là Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Duyên này thù thắng vô cùng. Nếu có thể tu học noi theo lý luận, phương pháp, cảnh giới của kinh này thì sẽ có thể thành Phật thành Tổ. Không những siêu diệt lục độ mà còn siêu diệt thập pháp giới. Đây chính là người có đại căn tánh. Căn tánh lanh lợi như lục tổ đàn kinh đã nói. Người có căn tánh này sau khi tiếp xúc liền có thể tin, liền có thể hiểu, có thể làm theo. Nếu không phải là căn tánh này, sau khi tiếp xúc đôi khi họ sẽ không tin. Hoặc đã tin nhưng không hiểu, hiểu rồi nhưng không chịu làm theo. Dù làm nhưng lúc đó còn nghi ngờ, còn lo lắng. Làm không thoải mái cho lắm. Họ vẫn rơi vào vọng tưởng chấp trước. Quả báo của họ được đương nhiên sẽ không giống nhau. Ở đây chúng ta có thể thấy người có căn tánh viên đốn là người như thế nào. Họ nhìn sự việc rõ ràng, rành rẽ. Họ làm việc thoải mái, nhanh nhẹn. Đem lợi ích cho chúng sanh, tự mình thanh tịnh vô vi, chẳng nhiễm mảy may. Họ có thái độ như vậy. Thứ 25, Nhật Luân Hào Tướng. Chỗ này cũng có vài câu rất hay. Nói Bồ Tát từ lúc mới phát tâm vì độ chúng sanh, chẳng bao giờ ngưng nghỉ giải đãi. Đến thế gian ngụ trụ thần thông, ở nơi hư không phóng trí huệ quang minh, diệt tà kiến hí luận. Những câu này đều nói từ cảnh giới của Bồ Tát. Họ đích thực chẳng giống như phàm phu thông thường. Tâm địa càng thanh tịnh thì trí huệ càng viên mãn. Đối với nghiệp nhân quả báo của vạn sự vạn pháp thế gian, hoặc là xuất thế gian, đều thấy rõ ràng. Tuy là thấy rõ ràng, Bồ Tát ứng quá nơi thế gian vẫn tùy duyên y như cũ, giống như câu hoằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Câu này dạy trong Phổ Hiền Hành Nguyện. Quý vị thích làm như thế nào thì làm như vậy, thiện căn sẽ cảm thiện quả.
ác nhân sẽ cảm ác báo, nhân duyên quả báo nhất định sẽ tương ứng lẫn nhau, nhất định sẽ không sai. Chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh nhất định sẽ chẳng có mảy may miễn cưỡng xen tạp trong đó. Sự hoàn thuận này chúng ta thật chẳng dễ làm được. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật đều thêm một chút ý tứ của mình, thêm vào một chút ý tứ của mình thì không gọi là tùy thuận. Tùy thuận là thuận theo tự nhiên, chẳng thêm mảy may ý tứ gì cả. Do đó Phật giảng kinh thuyết pháp chỉ là khuyên cho bạn nghe. Khi bạn ngộ rồi thì bạn sẽ tùy thuận theo chỗ ngộ của bạn, khi mê thì thuận theo chỗ mê của bạn. Phật Bồ Tát chẳng thêm một ý tứ gì hết. Nếu bạn hỏi vì sao, đạo lý này rất sâu. Chúng ta phải lắng lòng để hiểu, phải sốt sắng học theo, như vậy mới gọi là học Phật. Học giống y như Phật, rồi sau đó được đại tự tại trong cuộc sống. Thứ 27, Nguyệt Luân Hào Tướng. Ở đây tiêu biểu Bồ Tát cụ trí đoạn nhị đức. Cố năng trừ ngũ đạo diệt não, ích tứ chúng thanh lương, duyên thử nhị luân. Nhị luân nghĩa là nhật nguyệt. Chánh biểu đại sĩ quyền thật nhị trí, chiếu lý giám cơ giả. Trong đoạn này quan trọng nhất là câu cuối, chiếu lý giám cơ. Thực trí chiếu lý, quyền trí giám cơ. Cơ nghĩa là căn cơ của chúng sanh. Chúng ta thường nói quán cơ. Giám nghĩa là quán. Bạn có thể nhận biết cơ duyên của hết thảy chúng sanh. Bạn có thể giúp chúng sanh nghĩa là khế cơ. Bạn có thực tí chiếu lý, chẳng mê chân tướng của vũ trụ nhân sanh mảy may. Đó là chiếu lý. Thế cả lý và cơ, như vậy mới có thể đem lại lợi ích chân thật cho hết thảy chúng sanh. Phần đông đại chúng ngày nay rất sơ ý, tâm trí vọng động. Ngày nay không thể giảng kinh như người xưa. Người xưa nói chuyện rất hàm súc, trong lời nói có hàm ý, bạn phải biết cách nghe. Nếu bạn không biết nghe thì bạn sẽ không hiểu ý nghĩa. Nếu dùng cách nói hàm súc như người xưa thì chẳng có ai hiểu nổi, bạn nói cũng uổng công. Một tí hàm súc gì cũng không được.
Nói như vậy, người ta chưa chắc đã hiểu. Cho nên chúng ta phải cầu Tam Bảo gia trì. Trong việc nghiên cứu giáo lý, giảng kinh là quan trọng hơn hết. Vậy thì niệm Phật quan trọng hay không? Cũng quan trọng. Giống như hai bánh xe của một chiếc xe, nếu thiếu một bánh thì không thể chạy được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta phải quan sát nguy cơ trong thế gian hiện nay, nguy cấp đến cùng cực. Nguy cơ trong thế gian này, mục đích của Bồ Tát trụ trong thế gian là giúp con người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mỗi một dấu hiệu, thái độ chuyển biến của người trong thế gian, dù nhỏ cách mấy chúng ta cũng phải biết. Nếu không nhận biết thì bạn làm sao dạy người ta? Do đó cái lục căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần đều phải quán chiếu. Hiện nay là thế giới như thế nào? Dân chủ tự do mở rộng, khuynh hướng tương lai nhất định sẽ dân chủ, nhất định tự do, mở rộng tới mức hạn chế. Chuyện này rất phiền phức. Tại sao vậy? Chúng ta là phàm phu, chứ chẳng phải là thánh nhân. Mức thấp nhất trong Phật Pháp là tứ thánh Pháp giới. A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-Tát, Phật, các ngài mới là thực sự dân chủ, tự do mở rộng. Các ngài có đức hạnh, có trí định, có đức năng, như vậy mới được. Như vậy mới được thọ dùng chánh đáng. Trong nhất chân pháp giới đạt tới mức mở rộng rốt ráo, thật sự chẳng có giới hạn. Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ở đó thì dân chủ tự do mở rộng đạt tới mức cứu cánh viên mãn. Nhưng nếu phàm phu làm như vậy thì sẽ tùy thuận phiền não. Một khi phiền não được mở rộng thì chịu sao nổi. Phật Bồ Tát có trí huệ mở rộng thì rất tốt, còn phiền não thì không thể mở rộng. Phiền não nhất định phải được thu hẹp, ngăn chặn không cho nó vượt ra ngoài giới hạn. Như vậy mới có thể duy trì cho xã hội được an toàn, an định.
Chúng ta phải hiểu việc này. Năm mươi ba lần tham học trong kinh Hoa Nghiêm có nói tới sát trộm dâm. Sát trộm dâm này có trí huệ viên mãn. Không những không đọa tam đồ, ngay cả thập pháp giới cũng không đọa. Còn phàm phu chúng ta thì tùy thuận phiền não. Nếu chúng ta phạm sát trộm dâm thì chắc chắn sẽ đọa tam đồ. Tùy thuận trí huệ thị hiện, tạo sát trộm dâm chẳng đọa tam đồ. Là tại sao? Ví dụ những kẻ giết người, đốt nhà trong xã hội liền bị kết tội giam vào tù. Còn diễn viên hát trên sân khấu giết người đốt nhà thì không phạm tội, chẳng có ai kết tội họ vì đó là giả. Đó là đóng kịch, chẳng phải thiệt. Bồ Tát làm việc sát trộm dâm cũng là đóng kịch, chẳng phải thiệt. Các ngài tùy thuận trí huệ, còn người trong thế gian tùy thuận phiền não. Dân chủ phải dành riêng cho ai? Là dành cho Phật Bồ Tát. Còn những người trong một quốc gia có phải ai cũng là Phật Bồ Tát hay không? Nếu phải thì có thể nói đến dân chủ. Nếu không phải là Phật Bồ Tát thì dân chủ sẽ rất nguy hiểm. Việc này là thật chứ chẳng phải giả. Có một năm tôi trú ở Mộc Sách, Đài Loan. Cách đây cũng khoảng 40 năm. Tôi ở đó giảng kinh. Tôi nhớ là giảng kinh Lăng Nghiêm. Cụ Triệu Hằng Dương đến nghe vài lần. Ông này là một vị quân Việt thời đầu dân quốc. Lúc đó ai cũng gọi ông là Hồ Nam Dương. Ở Đài Loan, ông là người có gia thế giống như Tưởng Giới Thạch. Ông Tưởng rất tôn kính cụ Triệu. Lúc đó cụ Triệu cỡ 90 tuổi. Một hôm giảng kinh xong, chúng tôi đi tản bộ tiễn cụ về nhà. Trên đường về, cụ vô cùng cảm khái và nói một câu: cụ hối hận, đến tuổi xế chiều cụ mới học Phật. Cụ nói: hồi còn nhỏ tuổi bồng bột ngu ngốc, làm cách mạng là sai rồi. Tôi hỏi cụ sai ở chỗ nào. Cụ nói: trong chế độ dân chủ chẳng có nhân tài. Tôi nghe xong liền hiểu. Bạn nghĩ coi, ở Trung Quốc hồi đó, thời đế vương chuyên chế, nhân tài làm thế nào xuất hiện? Nhờ người ta cầu mới có. Lưu Bị đi tìm Gia Cát Lượng phải ba lượt đi đến liều tranh. Còn người hiện nay thì như thế nào? Đâu cần mời. Tôi rất giỏi, bầu tôi đi, tôi làm việc rất đắc lực, ai cũng chẳng bằng tôi.
Người thực sự có học vấn, có khả năng đều rút lui, chẳng bao giờ tranh với kẻ khác. Do đó trong chế độ dân chủ, phải đi đâu tìm nhân tài? Nhân tài đều không lộ diện, đều giấu mặt, chắc chắn sẽ không ra tranh cử, chẳng bao giờ. Người thực sự có đạo đức, có học vấn sẽ không làm những chuyện này. Phương pháp phục vụ xã hội, cống hiến cho chúng sanh rất nhiều. Họ sẽ không đi theo con đường này. Họ sẽ ẩn cư. Ẩn cư ở đâu? Ở trong các ngành công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp. Họ làm những nghề này để cống hiến cho xã hội, phục vụ nhân dân. Cho nên ẩn cư không nhất định phải ẩn cư trong rừng núi. Họ ẩn cư trong rừng núi cũng có, nhưng ẩn mặt trong giới công thương càng nhiều hơn. Đương nhiên phạm vi phục vụ của họ khá nhỏ, cho nên cụ Triệu lúc về già học Phật, dần dần giác ngộ, hiểu rõ những đạo lý này. Có bao nhiêu người hiểu được đạo lý này? Bao nhiêu người giác ngộ? Ngày nay cho dù chúng ta hiểu rõ, nhưng cũng chẳng dám phản đối. Tại sao vậy? Dân chủ tự do là một trào lưu. Bạn có thể phản đối cả trào lưu hay sao? Do đó Phật Bồ Tát thuận theo tự nhiên. Trào lưu dân chủ thì thuận theo dân chủ, tự do thì thuận theo tự do. Khi tự do dân chủ tới cuối cùng, họ cũng sẽ giác ngộ, sẽ quay trở lại. Do đó đối với chuyện này, trí huệ của ông Tôn Trung Sơn đáng cho chúng ta kính phục. Tiếc là thọ mạng của ông ta quá ngắn. Và cũng là vì chúng sanh phước mỏng, ông ta chết quá sớm. Ông đã quan sát, rút tỉa những truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc cổ xưa, kết hợp với những ưu điểm của Tây Phương. Ông đề xướng cách mạng, đề xướng chính sách chuyên chế nhất đảng. Ông chẳng tán thành tự do dân chủ mở rộng. Ông chủ trương tập hợp nhân tài toàn quốc lại thành một đoàn thể, điều khiển, quản lý cả một quốc gia, thay thế cho vua chúa. Vua chúa là một nhà, một nhà này thống trị cả nước. Ông chủ trương những người tài giỏi thông minh trong cả nước hợp lại để thống trị quốc gia. Phương pháp này tốt. Đây chẳng phải là chế độ có nhiều đảng. Khi có nhiều đảng thì sẽ tranh giành với nhau, hễ có tranh thì sẽ có loạn. Mạnh Tử nói trên dưới tranh giành quyền lợi với nhau, quốc gia sẽ loạn, sẽ nguy hiểm. Ông Tôn đọc sách nhiều nên hiểu được đạo lý này. Làm sao để thật sự tạo phước cho xã hội và tạo phước cho quần chúng?
làm cho mọi người đều có đời sống hạnh phúc mỹ mãn thực sự. Đây là đại nhân đại trí. Nhân vật như vậy trong lịch sử cũng rất hiếm có. Trên đây là đoạn nói về Chiếu Lý Giám Cơ. Thứ 29, Cung Điện Hào Quang. Cung điện nói theo cách nói hiện nay là những kiến trúc cao lớn. Hồi xưa thông thường cung điện cao hơn những căn nhà thường. Ở đây khi nói tới cung điện, chúng ta không thể nghĩ tới cung điện vua chúa ngày xưa, như vậy là không đúng. Chúng ta phải nghĩ tới những tòa nhà cao lớn trong đô thị ngày nay. Chữ này ở đây tiêu biểu vừa khỏi tam đồ đến nhân thiên, hiển thị ngũ đạo cùng quy Phật quả, hiện tướng cao hiển. Tam đồ là tầng thấp nhất, vượt ra khỏi tam đồ sanh tới cõi cao hơn, tức là cõi trời cõi người. Hai cõi này cũng chưa kể là cao cho lắm. Ngũ đạo trên thực tế chính là lục đạo, gồm có trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngũ đạo cùng quy về Phật quả, chỉ có tịnh độ. Tịnh độ thật là bao gồm cả ba căn lợi độn đều thâu trọn, có thể làm cho chúng sanh ở địa ngục thành Phật ngay trong một đời. Trong Phật pháp, trong vô lượng vô biên pháp môn, chỉ có pháp môn này là thù thắng nhất. Nghĩa là trong hết thảy pháp môn thì pháp môn tịnh độ này là cao nhất, là thù thắng nhất. Chư vị phải biết, pháp môn càng thù thắng thì càng đơn giản. Như vậy kinh luận của Tịnh Tông rất ít. Chỉ có năm kinh và một luận. Càng ít thì càng dễ học. Chúng ta phải học hết năm kinh một luận hay chăng? Không hẳn. Trong sáu thứ này, bất kể học theo một thứ nào đều có thể thành tựu. Năm kinh và một luận này dài ngắn khác nhau, không kinh nào giống kinh nào. Kinh Vô Lượng Thọ dài chữ nhiều, Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông ngắn, chữ ít, chỉ có 244 chữ. Nhưng mà lý luận, nguyên tắc, cảnh giới, thành tựu chẳng khác nhau. Chỉ cần noi theo một trong sáu thứ này đều có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây là điểm thù thắng của pháp môn này.
hết thảy chúng sanh gặp được đều có lợi ích to lớn. Dù đời này không thể hoàn toàn tin tưởng, không thể hoàn toàn hiểu rõ, những sốt sắng tu hành, sự lợi ích chân thật ấy vẫn tồn tại. Đời sau nữa, khi gặp pháp môn này, thiện căn ấy được khơi dậy thì nhất định sẽ thành tựu. Chúng ta cũng vậy. Chẳng phải là chúng ta chỉ gặp pháp môn tịnh độ trong đời này mà thôi, mà là nhiều đời trước, đời nào cũng từng gặp qua. Đã gặp qua nhưng tại sao ngày nay vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi? Vì lúc trước gặp rồi nhưng chẳng tin sâu, chẳng hiểu thấu, chẳng sốt sắng làm theo, vẫn tùy thuận phiền não như cũ, vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, cho nên ngày nay mới ra nông nổi này. Hôm nay may mắn gặp lại là do thiện căn đời trước hiện ra. Chúng ta nhất định phải đừng hoài nghi, chúng ta phải hạ quyết tâm, quyết tâm đời này y giáo phụng hành thì sẽ thành công và thoát ra khỏi lục đạo. Do đó đời này có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể hành, vẫn là nhờ thiện căn của đời trước. Đây là thói quen nghe pháp tu học. Thói quen này là thói quen tốt. Có thể tùy thuận theo thói quen này thì tốt. Câu cuối cùng, hải dân hào quang. Biểu sanh Phật nhất như, y chánh bất nhị, nhiễm tịnh đồng nguyên, khổ lạc vô dị, như hải mạc tắc biên nhai, như dân nguyên vô phân biệt, cố tri tình sanh phân biệt, pháp pháp điều nhiên, trí nhập nhất vô, sự sự bình đẳng, chung ư hải dân, lương hữu dĩ giả. Đây là đoạn kinh văn nói Đức Phật phóng quang, bắt đầu từ bạch hào, kết thúc là hải dân. Ý nghĩa này rất sâu rất rộng. Chúng ta phải lắng lòng thể hội. Câu này ở đây tiêu biểu, đầu tiên là đại viên mãn quang minh dân, trong phẩm thứ nhất được đặt đầu tiên. Đoạn kinh này ở đây lại đặt ý này ở sau chốt. Ý nghĩa trong đó sâu rộng vô tận, mọi người phải lắng lòng tìm hiểu. Như vậy mới thật sự khế nhập vào nhất chân pháp giới. Hiểu rõ ngũ đạo đều quy về tịnh độ, quy vào tịnh độ tức là vào pháp bình đẳng. Vào nhất chân pháp giới,
nhất chân thì sẽ bất nhị, mọi thứ đều chẳng hai. Cho nên hiện nay chúng ta cúng dường tượng Phật, chúng ta cúng dường ba tượng A-di-đà Phật, hoàn toàn giống nhau. Có người hỏi: thưa Pháp Sư, cúng dường như vậy có ý nghĩa gì? Tôi nói, đó là Tây Phương Tam Thánh. Họ nói cả ba đều là A-di-đà Phật. Tôi nói không phải, vì chính giữa là A-di-đà Phật, bên đây là Quán Âm Bồ-Tát, bên kia là Đại Thế Chí Bồ-Tát, làm sao hoàn toàn giống nhau được? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Pháp bình đẳng, chẳng có sai khác. Tượng của quý vị có sai khác là vì phàm phu quý vị có tâm phân biệt. Trên thực tế, mỗi người giảng sanh về thế giới Cực Lạc đều có tướng mạo giống y hệt như Đức Phật A-di-đà. Không phải quý vị đã đọc và biết việc này trong kinh Vô Lượng Thọ rồi sao? Tương lai, làng Di Đà của chúng ta được xây dựng xong, tôi nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, niệm Phật đường hình tròn, bốn bên niệm Phật đường đều đặt tượng A-di-đà Phật. Thật ra hiện nay chúng ta nói A-di-đà Phật thì bạn mới biết, còn không nói A-di-đà Phật thì bạn không hiểu. Đó là người như thế nào? Liên trì hải hội. Mỗi người giảng sanh tới thế giới Cực Lạc đều có tướng mạo giống y hệt Đức Phật A-di-đà, đều có một hình tướng. Một hình tướng là tướng bình đẳng, chẳng có sai khác. Tướng mạo giống nhau, âm thanh giống nhau, thể chất giống nhau, đều là sắc thân màu vàng tía. Như vậy mới đúng như Pháp. Do đó những gì bạn nhìn thấy đều là đại chúng trong liên trì hải hội, những vị thánh giảng sanh từ mười phương thế giới, trong kinh gọi là nơi những vị thượng thiện tu tập. Người không hiểu thì nhìn thấy trong đó toàn là A-di-đà Phật, còn người hiểu rõ thì sẽ thấy đó là liên trì hải hội. Đây là vấn đề thuộc về phương diện cảnh giới. Dùng phương pháp này dẫn dắt chúng ta dần dần khế nhập cảnh giới. Sau đó chúng ta quay lại coi kinh văn của cả đoạn. Trong đó nói nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau. Thật ra chỉ có một ánh sáng, một luồng ánh sáng hiện ra nhiều màu sắc, hiện ra nhiều tướng. Bạn phải biết chân tướng sự thật trong đó là gì. Ánh sáng này từ đâu tới? Từ thực trí. Trí huệ chân thật. Thực trí trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Trí vô tri là thực trí. Thực trí biến trọn hư không pháp giới. Giống như cái gì? Giống biển lớn, nước biển. Nước biển đều giống nhau. Trọn khắp biển lớn, nước là thực trí. Quang là gì? Quang là ba động. Ngày nay phần đông chúng ta đều biết quang là hiện tượng ba động.
Âm thanh là hiện tượng ba động, điện cũng là hiện tượng ba động. Ba động là tác dụng. Quý vị thử nghĩ coi, không có nước thì làm sao có sóng? Sóng trên mặt nước là nhờ có nước mà có. Chư Phật Bồ Tát phóng quang nhờ vào cái gì? Nếu không có nước thì sóng làm sao hình thành được? Nếu không có nước nhất định sẽ không có sóng. Chư vị nên biết sống là quyền trí. Quyền trí phải dựa vào thực trí, dựa vào thực trí để khởi quang ba. Âm thanh của Như Lai phát ra là âm ba, quang là quang ba. Như Lai chúng ta gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Quang ba, thanh ba, từ ba do họ phát ra đều phát ra từ thực trí. Là đạo lý như vậy. Chúng ta có thực trí hay không? Có chứ. Đều bình đẳng. Chẳng phải do tu mà có. Trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ. Chúng ta vốn có đầy đủ, nhưng chúng ta đã mê mất. Mê mất thì thực trí này biến thành gì? Biến thành vô minh. Cho nên lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm gì? Cũng là ba động. Làn sóng này dựa trên cái gì? Dựa trên vô minh. Vô minh tức là tự tánh. Tự tánh đã mê thì gọi là vô minh. Vô minh đã giác ngộ thì gọi là tự tánh. Do đó vô minh và tự tánh là một. Khi khởi tác dụng thì nó biến thành hai kết quả. Khi ngộ thì nhất chân pháp giới được đại tự tại. Khi mê thì lục đạo luân hồi, khổ nạn vô biên. Chỗ quý báu của Phật Pháp là một niệm giác ngộ. Đây là đạo lý của sự phóng quang trong đoạn này. Sau khi bạn hiểu rõ rồi thì bạn nhìn thấy Đức Phật phóng quang chẳng nói một lời. Ý tứ viên mãn trong đó bạn đã hiểu rõ hết, thì đâu cần phải nói nhiều lời thừa thãi nữa. Tận hư không trọn pháp giới đều là tác dụng này mà thôi. Một cái là thể, một cái là dụng. Quyền trí là dụng, thực trí là thể. Thể biến trọn khắp hư không pháp giới, dụng cũng biến trọn khắp hư không pháp giới. Thể này là tỉnh, thanh tịnh tịch diệt. Dụng là động. Thể vô tướng, dụng có tướng. Dụng là làn sóng, làn sóng thì có tướng. Có nhiều hiện tượng mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, Đức Phật có thể thấy. Ngài có ngũ nhãn viên minh, Ngài có thể thấy. Ngày nay chúng ta nhìn thấy quang, nghe được âm thanh, nhưng không thấy được hiện tượng ba động của hào quang, không cảm được hiện tượng ba động của âm thanh. Nhưng hiện giờ nhờ vào máy móc chúng ta có thể cảm thấy được. Trên máy móc chúng ta có thể thấy âm thanh cao thấp. Âm thanh cao thì làn sóng tương đối tập trung. Âm thanh tập trung thì lại phát ra âm thanh cao. Còn âm thanh thấp thì làn sóng rời rạc.
Đây là dựa vào máy móc khoa học. Chúng ta có thể thấy hình tướng của âm thanh cao thấp. Làn sóng của ánh sáng cũng có dài ngắn. Có quang ba có làn sóng rất dài, có quang ba có làn sóng rất ngắn. Hiện tượng làn sóng dài ngắn có thể thấy được. Hiện tượng làn sóng dài ngắn này sẽ hiện ra màu sắc khác nhau. Do đó có thể biết, chúng ta hiểu được nguyên lý này. Làn sóng ánh sáng Đức Phật phát ra là một. Nói cách khác, ánh sáng này phát ra đều bằng phẳng, bình lặng, chẳng có sóng. Âm thanh của Đức Phật phát ra cũng bằng phẳng, bình lặng, chẳng có sóng. Cho nên Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Còn làn sóng của chúng sanh phát ra không bằng phẳng có sóng. Khi tiếp xúc đến sóng của Đức Phật, sóng của Phật hòa nhập vào sóng của chúng sanh, hòa thuận chúng sanh. Nhưng khi hai làn sóng này trộn lẫn vào nhau, sẽ giúp chúng sanh khai trí huệ, làm cho họ lãnh ngộ. Nguyên lý là như vậy. Sau đó bạn mới biết, ngày nay thế giới động loạn như vậy, chúng sanh khổ sở như vậy, làn sóng trong tâm của mọi người phát ra là như thế nào. Sóng của tham sân si rất xấu. Hơn nữa cường độ của làn sóng lên xuống rất lớn. Ngày nay chúng ta niệm Phật tu định, làm cho làn sóng chúng ta phát ra êm dịu. Làn sóng của họ rất lớn. Khi hai làn sóng này đụng nhau, làn sóng của chúng ta tăng lên, làn sóng của họ giảm xuống. Đây là lý do tại sao tai nạn trên thế gian được giảm bớt hoặc dời về sau. Cho nên làn sóng chúng ta niệm Phật trong niệm Phật đường cũng hòa theo. Làn sóng điện được truyền khắp toàn thế giới. Niệm Phật có lợi ích gì? Lợi ích ở chỗ này. Khi bạn thực sự hiểu rõ thì bạn sẽ khởi lòng tin. Chúng ta ở đây niệm Phật thì cả thế giới được lợi ích, chứ chẳng phải là chỉ có chúng ta được lợi ích mà thôi. Do đó khi bạn phát tâm chân thật, tâm khẩn thiết, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để niệm Phật, thì tự lợi lợi tha. Nếu bạn không hiểu được đạo lý này, bạn ở nhà niệm vài câu Phật hiệu có ích lợi gì cho xã hội không? Thực sự có ích lợi, người trong xã hội không nhìn thấy, nhưng họ được thọ dụng, họ được lợi ích. Họ không biết sự ích lợi này từ đâu tới, cũng không biết làm thế nào thay đổi. Đó là mê hoặc. Chỉ có người giác ngộ, người sáng suốt hiểu được đạo lý này. Cho nên mỗi chữ, mỗi câu trong kinh Phật, mọi người càng dễ hiểu được. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, phóng quang hiện tướng lành để làm gì? Để hiển thị đạo lý này. Ngày nay khoa học gia nói dạy sanh quá, về vật lý, về hóa học, Đức Phật đều đã nói rõ trong đó. Hơn nữa nói rất rốt ráo viên mãn. Hy vọng mọi người đều lắng lòng tìm hiểu. Phật pháp là một khoa học cao siêu, sâu sắc, hoàn toàn chẳng thua gì những khoa học tân tiến hiện nay, giả lại còn cao minh hơn họ. Khoa học kỹ thuật của họ không thể giải quyết vấn đề. Khoa học kỹ thuật của Phật pháp có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu phải sốt sắng, nỗ lực, tuyệt đối chẳng có gì mê tín ở trong đó. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi.